quả sake hay còn được gọi là quả bánh mì các bạn. Cái loại trái cây này thì được sử dụng để chế biến được rất là nhiều món ăn ngon. Trong cái trái sake thì nó sẽ chứa khoảng 70% là nước và 25% carbon hydrat cùng với những cái chất khoáng và vitamin. Thì cái quả sake này thì nó có rất là nhiều những cái tác dụng đối với sức khỏe con người. Một câu hỏi được đặt ra là quả sake này chúng ta có ăn sống được hay không? Thì cái thịt của cái trái sake sống này này, nó có một cái phần thịt màu trắng các bạn, nó cứng và chứa những cái hợp chất có thể gây ngộ độc khi mà chúng ta ăn sống nha. Vì lý do đó mà chúng ta chỉ nên ăn khi đã được nấu chín hoặc là chế biến đúng cách. Chúng ta có thể chế biến sake này như là hấp này, chiên này, hoặc là nấu canh để đảm bảo tuyệt đối cho sức khỏe của chúng ta. Và kênh xin chia sẻ một số những cái tác dụng đáng kể của cái trái sake này đối với sức khỏe con người. Đó là làm đẹp da và bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời. Cái quả sake này nó sẽ làm đẹp và bảo vệ da tránh khỏi ánh nắng mặt trời nhờ vào cái thành phần chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa. Những cái hoạt chất này nó kích thích sản sinh tế bào mới và loại bỏ tế bào da cũ bị tổn thương, giúp da trông đẹp hơn và khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì cái quả sake còn có khả năng bảo vệ da trước tác hại của ánh sáng mặt trời. Ngoài ra thì quả sake có thể giúp được việc giảm viêm da, điều trị các bệnh về da và cải thiện sự xuất hiện collagen các bạn. Cái chiết xuất của cái quả sake tươi có chứa nhiều hoạt chất có tác dụng giảm viêm này, kháng viêm và ức chế hoạt động của các enzyme gây viêm da. Ngoài ra thì nó còn ngăn chặn quá trình sản xuất oxit nitric, giúp ngăn ngừa viêm da hiệu quả. Nó bổ sung vitamin C từ cái trái của nó đó, nó kích thích sản xuất collagen và giúp da trở nên đàn hồi hơn. Ngoài ra thì sake nó còn có tác dụng là nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh. Trong cái quả sake nó làm cho tóc khỏe mạnh này, chống gãy rụng nhờ nó chứa rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng như là vitamin C, omega 3, omega 6 và axit béo. Các chất oxy trong quả sake này nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa nhiễm trùng và loại bỏ gốc tự do. Ngoài ra thì kali trong cái trái sake nó sẽ hỗ trợ được cái sức khỏe tim mạch bằng cách là hạ huyết áp và điều hòa nhịp tim. Còn cái chất xơ của cái trái này thì nó sẽ giảm cholesterol xấu các bạn. Trái sake tăng cường sức đề kháng và tăng cường hệ miễn dịch. Các hoạt chất có trong cái trái sake thì giàu oxy hóa, giúp tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch, ngăn ngừa sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh và giúp loại bỏ các gốc tự do có hại cho cơ thể. Khi chúng ta ăn cái trái sake này này thì nó có một cái tác dụng nữa, đó là nó sẽ cải thiện được sức khỏe của đường ruột các bạn. Cái quả sake là một cái nguồn cung cấp chất xơ khá là quan trọng, giúp làm sạch đường ruột và tăng cường chức năng động ruột. Các món ăn từ cái quả sake cũng có thể giúp điều trị các bệnh đường ruột phổ biến như là viêm loét dạ dày này, ợ chua hay là ợ nóng. Ngoài ra các hoạt chất có trong cái trái sake cũng có thể bảo vệ màng nhầy của đường ruột khỏi các chất gây ung thư đại tràng và những cái bệnh lý khác nữa. Ngoài ra nó kiểm soát được cái bệnh tiểu đường. Quả sake chứa nhiều chất xơ, do đó giúp kiểm soát bệnh tiểu đường bằng cách hạn chế hấp thu gluco trong cơ thể. Ngoài ra các hợp chất trong quả sake cũng có thể hỗ trợ tuyến tụy sản xuất insulin. Thêm một tác dụng khá là tuyệt vời của cái trái sake đó là cải thiện sức khỏe tim mạch. Cây sake có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch nhờ vào cái chất nó chứa, đó là chất kali các bạn. Đây là một khoáng chất quan trọng giúp hạ huyết áp và ổn định nhịp tim. Ngoài ra thì sake, cái quả sake nó cũng khá là giàu chất xơ các bạn. Nó sẽ giúp giảm cholesterol xấu và bảo vệ tim mạch khỏi các vấn đề về sức khỏe. Khi ăn cái trái sake này thì nó sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta một cái năng lượng dồi dào. Nó chứa một cái nguồn thực phẩm giàu năng lượng
cung cấp nhiều carbon hydrat cho cơ thể. Đặc biệt đối với những người có mức độ vận động cao như là vận động viên thì cái món ăn từ sake là một cái lựa chọn tuyệt vời để nạp năng lượng. Một chén sake thì nó có thể cung cấp tới 60g carbon hydrat nha các bạn. Mặc dù cái trái sake này có khá là nhiều lợi ích cho sức khỏe như là kênh đã nêu ở trên, nhưng mà những cái nhóm người mà chúng ta đặc biệt cẩn trọng khi sử dụng cái quả sake này, bất kể là chúng ta làm thức ăn hay là chúng ta làm vị thuốc nha. Và đây là những cái lưu ý khi mà chúng ta dùng cái trái sake. Một là những người mà đang mang thai đó các bạn, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú thì chúng ta không nên sử dụng sake, vì hiện nay chưa có nghiên cứu nào chứng minh an toàn của cái trái sake này đối với những cái nhóm người mang thai đó các bạn. Hai là những người mà bị rối loạn đông máu thì chúng ta nên hạn chế sử dụng cái trái sake này nha, vì nó có thể tăng nguy cơ chảy máu các bạn. Ba là những người mà bị dị ứng với sung đó bạn, trái sung hoặc là chuối. Khi mà dị ứng với những cái loại quả như trên thì chúng ta cũng có thể là tránh sake nha, vì chúng ta có thể gặp cái tình trạng tương tự vậy đó, nên chúng ta tránh luôn. 4 là những cái người mà huyết áp thấp ý, thì không nên dùng sake, vì nó có thể làm giảm huyết áp xuống mức nguy hiểm và gây nguy hiểm cho cơ thể của chúng ta. Và kênh cũng chia sẻ luôn cái cách mà chúng ta chọn cái trái sake mà ngon để chúng ta chế biến đó các bạn. Khi mà cái trái sake để mà lựa được nó chín và ngon và bùi thì nó phải có cái kích thước khá là lớn nha các bạn, khoảng 700g trên một cái trái đó thì nó sẽ ngon. Và trên cái mắt của nó, trên cái bề mặt của nó thì chúng ta lựa những cái trái mà nó có mắt nở to nha, vỏ màu xanh và không có gai. Khi mà chúng ta nhấn vào cái trái đó, đó thì nó vẫn còn cứng nha, nó không có bị mềm bị dập. Tại vì mềm dập là nó đã bị hư rồi đó các bạn. Không nên chọn những cái trái mà có kích thước nhỏ, các mắt chưa nở, vì những cái trái này nó chưa có già, nó sẽ nhiều mủ và nó không béo, không bùi khi mà chúng ta chế biến chúng ta ăn đó các bạn. Và phân biệt cái trái sake này nó già và non. Khi mà chúng ta ăn cái trái sake già ấy, cái mùi vị của nó rất là béo nha, bùi nha, thơm ngọt khi mà chúng ta chiên hoặc chúng ta làm bánh hoặc chế biến món gì đó đó. Còn khi mà trái non thì nó sẽ có một cái vị khá là nhạt nha, nó đắng và nó không hề béo, không hề thơm luôn. Đối với sake già thì cái màu sắc nó sẽ có cái màu xanh hơi vàng, còn màu sake non thì nó sẽ có cái màu xanh đậm, màu xanh tươi đó các bạn. Đối với cái bề mặt vỏ của cái sake già thì các mắt nó sẽ nở to, đều và không còn gai. Còn cái trái non thì nó sẽ rất là nhiều gai và cái mắt nó chưa có nở hết các bạn. Phần thịt của cái trái sake già nó sẽ có mủ màu, có màu trắng và nó sẽ ít mủ thôi các bạn. Còn cái non thì nó sẽ nhạt, xanh nhạt, nó nhiều mủ và nó chuyển nhanh sang cái màu nâu ấy, giống như nhựa nó ra ấy, khi mà chúng ta gọt vỏ đó các bạn. Và đối với những cái trái mà sake già thì chúng ta sẽ chế biến được khá là nhiều món ăn nha. Còn những cái quả non thì chúng ta không nên ăn tại vì nó không có ngon và không thể sử dụng được. Video chia sẻ đến đây tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.